Hello, xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh Nhi LT. LT là gì? Lê Thị. Em là Lê Thị Nhi thì em đặt là Nhi LT, đúng rồi. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nhi LT. Hiện tại là Nhi đang ở một cái cánh đồng lúa. Cò bay gãy cánh rất là rộng đó. Có nhiều bạn bè của Nhi hỏi rằng là suốt ngày cứ đi làm rồi công việc này nọ thì không có thời gian giải trí thì nó sẽ mất công bằng cuộc sống. Nhưng mà thực chất là Nhi yêu tất cả những công việc Nhi đang làm, nên là những cái lúc mà mình làm thì cũng đó là những cái lúc mình đang thư giãn, mình đang rất là hạnh phúc với những cái điều đó. Ví dụ như cái việc Nhi làm YouTube, Nhi hay đi tìm những cái bối cảnh mới, những cái địa điểm mới để mà mình quay video á. Vừa là tìm bối cảnh nhưng mà vừa mình được trải nghiệm những cuộc sống mới. Hiện tại là Nhi đã tìm được một cái nhà của một người bạn ở một cái vùng quê cách rất là xa Sài Gòn, và mình trải nghiệm cuộc sống ở đây vài ngày thì mình mới về Sài Gòn. Thì sắp tới là sẽ có nhiều cái video quay ở những cái cảnh đồng quê như thế này. Các bạn nhớ bấm like, đăng ký và chia sẻ kênh để theo dõi các video tiếp theo của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Bye bye. Ôi dưa gan. Ê, có cái trái dài luôn nè. Trái này nhưng mà còn sống, còn cứng.